Hi, hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của CZ. Ok. Hai trang bị số xấu xí xí này chắc là đánh thú nhỉ? Xin một trận thú trận cung gì được không nhỉ? Trận này không ai có mana này. Có một vài người có thương thôi. Không có cái gì ơi bạn này có mana này. Đồ này hả? Chắc để xem đánh cung đánh thú gì đó nhá em. Đồ kiểu này chắc là phải đánh vậy rồi. Ba đồ floor nhé. Zil Zil bỏ tạm đi được này. Ba con này bỏ. Ba T bỏ không có sách thánh. Quillen giữa lại mà lên Quillen 2 thì hên xui chơi được. Con này thì không kích được hệ gì nên là tạm lăng ngoài lại nhé. Bọn này pháp sư thế nhỉ. Vài bạn đồ khá là đẹp nhé. Bạn này hai choi à. Bạn đồ đẹp thế. Còn Quillen 2 này, bán này đi lên Quillen 2 đi. Xong pha xong mình chơi Quillen 2 vào đây nữa. Bạn này thì gì này? Căng đét anh em ơi. Chơi góc này nhá. Chơi góc này xin con floor này sớm. Xin đôi, à không được. Xin con ấy, ok. Có liềm xiên. Ui không kịp anh em ơi. Này khỏe quá. Mình sẽ mua con Yor này về đi. Bán hai bạn này đi. Bán bạn là Vio đi nếu cần. Chắc mình chơi Yor hơn. Đấy xin là con 2 AT là ngon đấy em ơi, nhưng mà không kịp. Này đồ đẹp quá. Nhiều thương nữa nhỉ. Nhiều thương thế này chắc phải đánh thú nhỉ. Vệ thu 2 này, xin hộ này. Thú với đánh cung nhỉ? Nhiều thương. Ít nhất phải có hai cái thương ở đây rồi. Một thương này. Hai cái thương này. Ra cái truy hồn giáp bộ mệnh gì không? Chắc thì sẽ cố gắng thua một trận nữa nhé. Thua một trận nữa để chuỗi thua 3 xong rồi. Không biết có xuống top dưới không? Chắc hơi khó. Ít nhất là chuỗi thua 3 nữa nhé. Choi à? Choi thì... đánh thú nhỉ? Mọi thứ vẫn đang hơi ủng hộ đánh thú hơn. Ba đồ này cho con Thane hoặc là con Malok. Liềm cho Vonkat, lấy thêm sách thánh nữa. Cũng ổn. Cũng gọi là ổn. Thua trận này đúng không? Thua đâu nhỉ? Xin góc này cũng khá đẹp nên cứ xin góc này nhé. Yon nữa này. Vera nữa. Thôi trận này thua nặng này, ngon này. Hai, bạn này thua cũng nặng, bạn này thua cũng nặng. Chắc vẫn ở nguyên vị trí này thôi.
Hai con Yon. Yon nhỉ? Thú Yon à? Vậy là Yon không tươi lắm nhỉ? Giờ biết đem cho ai? Thú này. Video này, thú này, pháo thủ này, bạn Moren này đi. Bạn Moren này, bạn này muốn đứng đâu? Moren này đứng đây đi. Pháo thủ Moren này đứng đây đi. Video đứng đây, vác đứng đây này đứng đây đi. Này nhót nhé. Thế này. Căng ấy nhỉ, trông phải thua nặng ấy nhỉ. Man 2 hết nhỉ. Căng quá ta. Còn này AK rồi này. Mấy bạn top trên khỏe quá. Có cân kèo gây gần 2 con floor nha, mới chắc phải gần 2 con floor. Yon, Yon chuyện này khó à, pháo thủ à. Giữ Moren lại đấy nhá. Patron này. Vera 2 cần này, Amelie 2 cũng cần này. Yon chắc bỏ đi. Chơi Yon. Chơi con Vera này được. Thì sẽ một con Vera của mình đứng đâu ta? Nó mì 4 con thì không ai lấy không? Bắt 2T lên này. Giòn yếu quá. Bán giòn. Vera thì mình cần thêm một con teo à? Nhưng mà teo giờ này không ok. Mình cần Malok à? Malok thêm này, floor à? Gì cầm đồ này được nhỉ? Chỉ mỗi thêm ma lốc thôi. Phát 9 lấy thêm à? 2 Vera. 2 Vera cũng khá ổn. Này đi. Điểm cho Flon. Thu 5. Thu nốt đi. Vót hơi căng nhỉ. Shall I compare thee to a summer's day? Có xuống đáy. Ngắt chuỗi ở đây cũng được nhá anh em ơi, nếu mà ngắt được chuỗi là ngắt chuỗi nhá. Hoặc thua cũng được, thua trận này cũng ok nhá. Thua trận này trừ 2 điểm, 2-3 điểm gì đấy nhá. Thán thần bói. Cần thêm một con thú nữa này. Cần lo này, cần lên floor 2 này. Già. Già đi. Đi ra thêm. Don't you ever want you, baby? Don't you want me like I need you now? Me at the apatapate. La loco. Such a precious, delicate little thing. No truth. Blow it up! Blow it all up!
thời này đấy nhá. Hơi bí bí phương pháp trả lời nhá. Ngắt chuỗi rồi. Ngắt chuỗi mất rồi. Thôi rồi ngắt chuỗi cũng được anh em ơi, thôi đừng thua nữa được. Tụi này cũng thua nhiều quá rồi. Cái đồ xịn quá. Cần thêm 4 con thú anh em ơi. Bỏ 2 con pháo, bỏ 2 con Noman đi. Con Vera, một con hắc ám à. Lên 8 tướng à. Truy hồn này cần nó. Nhưng mà mình cần một con thú nhỉ. Con thú cuối đâu nhỉ? Shall I compare thee to a summer's day? Mong gặp bạn này được không ta? Thương đáy bên này này. Thương đáy này này. Dòng đánh thương một phát này, hai phát này. Không mới thổi. Cũng ổn, cũng ổn. Truy hồn này. Còn liềm nhá. Cuối đi rồi, trả tướng cho mình rồi anh em ơi. Đó rồi, có điều an ủi là chết trận này mình không top 8 anh em. Ý nhá, không top 8 nữa. Top mấy thì không biết. Đây là 4 thú này. Cái gì bán hết đi. You darling. Tới này nữa. Floor này bán đi à? Floor này hơi tiếc nhỉ. Thắng thì bán nhé. Thắng thì bán cả floor cả QC nhé. Còn không thì thôi mình giữ cả hai. Con liêm, con liêm. Thôi kia thổi đi em làm gì lâu thế, chết bá rồi. Thắng thì bán đấy, thắng thì bán anh em ơi. Ngắt chuỗi bạn top 100 kìa, bạn một bạn 100 máu kìa. Lên 9 luôn không nhỉ, mình có cầm máu được bằng đội hình này không? Một con Flom 1, một con Vera 2, một con rồng 1, một con nắc 1. Cầm máu nghe bất khả thi quá anh em ơi. Chrissy, cho em mình bán sườn Chrissy kia rồi. Thế, ôi trời ơi. 10 điểm các bạn ơi. 1, 2, ấy, 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 nhập, nhập. 1, 2, 3, hiện thực chuyển. Cái này cho con rồng tạm đi ha. Hay là cái này cho con rồng nhỉ. Cái này cho con rồng. Ok, mình cần con Chrissy nữa anh em ơi. Để mình thay hai con này đi. Ngon rồi, có thể lên 9 thôi anh em ơi, có thêm rồi. Đang phân vân nên lên ma lốc 2 hay là gì, nhưng mà bây giờ có một con thên sớm này thì tự tin mà chơi thôi. Mình cần thêm con Chrissy đúng không, từ từ mà lên đấy nhá, từ con Chrissy kia thôi. Hai con rồng nắc này bán sớm đi cũng được, lên sớm trách thương đấy nhá. Thế thì thương đáy đi, thương đáy Vera cầm kia. Chrissy không cần đồ, liềm này sẽ cho con liềm truy hồn cho con Teo Anat và Chrissy. Không thấy đâu. Ok, bình tĩnh em xem. Sẽ cho tạm. Có nên roll tìm món quy sim nhỉ? Đã hơi nên tìm món quy sim nhỉ? Tăng 4. 1 bộ. Cần con thên nữa anh em ơi, con thên cũng quan trọng.
hai con Malok. Tươi đó, trận này có thể mình đánh kẹp một con Thên được anh em ơi. Kẹp một Thên. Chrissy, ê, không thấy đâu. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, 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 ê. 6-7 à? 6-7 cũng khả năng đấy nhá. Không biết đâu, không biết chừng đâu, chưa biết chừng đâu. 6-7 là cũng có khả năng đó. Liềm cho con này. 6-7 à? Vòng này ra thẻ, không biết ra ra một cái thẻ thú thì sao nhở? Xong mình đánh hai đội này luôn. Ngọc đại. Lily nhót đi. À, Lily. Thêm dùng đáy này, rồng thổi lệch này. Một bổ. Một bổ nữa. Hai bổ. Tươi tắn phết nhỉ. Kỳ lạ ghê ha. Tươi cách bất ngờ mình gặp bạn nào nhỉ? Tuấn Hà Nội đúng không? Ok. Né bạn Tuấn Hà Nội ra này. Mày suýt đi rồi. Nó ra thẻ gì không? Tôi biết đâu ra thẻ gì mình bán luôn mấy con kia luôn đó. Ơi, sát thủ. Ê, thôi lấy sách thánh nhỉ. Sách thánh. Ôi, không có rồi. Hai ngọc đại, không cần lắm ta. Hay là có cần ta? Má, hai ngọc đại đi. Ây. Chơi đi, hạ áo đi. Quyết tâm một tí hạ áo đi. Cờ rẹt này. Ngọc đại của đắt cọt cho cờ rẹt này. Mình nghĩ là đánh lên được. Lên được con rồng 2 đi. À, lốc này. Nhưng mà bây giờ nhiều vây rao nhỉ. Chết rồi, thế đánh 4 thú nhỉ. À, 4 thú, kẹp Thên. Hoặc là kẹp teo. Người tán phết ta. 4 thú. Thế bỏ Mandum đi nhỉ. Tại mình trận này mình 2 ngọc đại mà. Choi thôi là được rồi. 2 choi thì hơi thừa. Khá 2 choi cũng được nhưng mà bỏ đi. Nhưng mà gần 4 nắc 3 à. Nó lúc 2 thì mình nên ném đổ cho nó một tí. Chạy thương nhé. Thương đáy này, hai thương đáy này. Đấy, muốn hai thương đáy vào góc này đi. Mình muốn góc đấy hơn là góc kia nha. Góc tại này. Malok thổi góc kia thì hơi xấu này. Nên cho Malok ra giữa đi. Malok ra giữa nhá. Xong rồi cho nó cầm cái đồ thủ này. Thương này sẽ cho Malok còn lại. Kẹp con Thên nữa cũng được. Tội gì không kẹp con Thên này vào. Malok kia Malok 1 mà anh em. Ban Doom không cần đúng không? Ma lốc này ra giữa. Thương đáy. Thương này lại đứng đây. Pharaoh đi rắc nè. Giờ nào ta khóa lại nhá. Thành bán con Vera đi môn đi rắc này. Không kịp Pharaoh lên nhưng mà thôi sao. Ta sau mình lên thêm một tướng. Lốc nhảy giữa được này. Ai à, nó xiên quả đẹp quá. Ai à mà. Vẫn ba rồng. Bạn này phải chết này, bạn này phải chết này. Hai bạn này đi luôn được không? Một bạn đi, hai bạn đi. Ui tuyệt vời luôn anh em ơi. Ê tuyệt vời luôn đấy, hay mình roll luôn nhỉ. Roll tí đi không ta. Bởi vì tự nhiên lại có nhiều rồng nhiều nắp.
Bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Ồ, cái gì đấy? Ồ, đây này. Chính nó đó. Đang hơi rối loạn ngôn ngữ anh em ơi. Chúng ta phải làm nào nhỉ? Ta sau mình lên này. Lên thêm một tướng nữa này. Thêm một tướng nữa, trước là mình bán sứ Mandum đi rồi nhỉ? Giờ vết nhà chữ Von Cát. Rồng 2 rồi. Liềm cho rồng. Một ma lốc đứng giữa. Liềm cho thêm này. À hơn cho ma lốc kia. Ma lốc 2 này. Phần đồ tạm đồ xấu này bẩn bẩn này. 1, 2, 3, 4. Bây giờ lại thế nào ta? Này à ta? Và con này lên con thên. Thên này ma lốc lên đây. Này à? Anh định định thế này à anh em? Hay thế nào? Tăng sao? Chờ đẹp con cắt 2 thôi nhỉ? Bắt rôn. À, sau nhá. Xong rồi mình xếp tướng để gì nhỉ? Bỏ hai con thú đi. Đánh hai ma lốc à? Ừ, đánh hai ma lốc cũng được anh em ơi. Tạo hai ma lốc trong lúc mà chưa biết đánh gì. Khi nào mà có ấy rồi thì mình sẽ chơi kiểu khác. Hai ma lốc phải đặt sao cho con cát bay xuống đi. Con cát bay xuống tại không có sách thánh cho nó mà. Thôi cầm tạm đi. Thì một con ma lốc sẽ đứng lại à? Sách thánh nhá, mình cần sách thánh nhá, con cát đó. Ơi, vẫn không có rồi. Ngọc lại cát vậy. Điểm này sẽ cho con rồng tạm đi. Bây giờ mình sẽ thay bạn này với cả bạn này vào. Đó, thế thôi. Đúng không nhỉ? Thế này thôi đúng không? Còn yêu cầu gì nữa không anh em? Con cát xuống đáy này. Ma lốc đứng đây, quét nổ kia. Con cát lên 2, hoặc là ma lốc lên 3. Lên ma lốc lên 3 đi. Cát này, con cát này không xịn lắm. Cát này nó chưa đủ độ tín anh em. Thên giữ lại nhá. Trận này khả năng vẫn chơi thên được, mình chờ một con ma lốc nữa đi. Trách thương, trách các kiểu nữa nhá. Keo bắn mình thì mình không sợ lắm đâu. Nhưng mình cầm con ma lốc 3. Ôi, thêm bổ điên thế. Ai à, choáng điên thế. Rồi, xong con keo này bắn choáng hết rồi. Ma lốc 3 thì mình phải thay một con thên vào. Rồi mình cho thêm con Vera vào. Hoặc hai rồng hoặc sao đấy. Thên Silica ngon hơn nhỉ? Thên ngon hơn. Lily ngon hơn anh em ơi. Mua đồ của nó. Lily ngon hơn. Chưa ra ma lốc còn lại anh em ơi. Thương đáy à? Hay thương đáy à? Chơi góc đi. Thôi không không không. Chờ cái ma lốc đi. Chờ ma lốc một chút. Ba mươi máu vẫn sống được một chút nữa. Con cát thì chắc là chịu thua, hai con này cân nhau thôi. Ma lốc nhảy nhảy phát để choáng này. Không choáng được nó à? Bây giờ rồi. Con cát này còn liền nhưng cũng không ăn thua. Có hơi ham con ma lốc 3 quá không ta? Thế thôi nhỉ? Yeah,
muốn ham qua ma lốc 3 một tí anh em ơi. Ham ma lốc 3 một tí đi. Kiên nhẫn một chút đi. Liều ăn nhiều anh em ơi. Liều ăn nhiều. Đu ulti này. Đó, liều ăn nhiều được này. Con này đi này. Ấy à, đừng nổ hết nhá. Má, tưởng nổ hết thì chết đấy. Xong mình thêm một tướng, thêm một Lily thôi vậy. Tại con thêm một đồ. Vera chắc không lên 3 được, vứt Vera đi nhá. Red 2. 1. Nắc này nắc 1 thôi, không cần nắc 2 đâu. Mặc dù cũng hơi cần nắc 2 ấy nhỉ. Má, mua sử dụng cái đầu lên nắc 2. Nếu không được thì mình sẽ bán đi nhá. Con cát xuống đáy này. Có tại nó có này mình không có đồ cho nó cũng không ăn thua lắm. Chơi bằng rồng thì chính. Bọn em có thể hack não hơn là anh em bỏ con Nagot này đi, lấy một con Omen nữa xong rồi thay một con Lily để bằng một con Omen nữa cũng được. À một con cùng chiến gì đó. Để em kích 4 cùng chiến. Mặc dù cũng không ăn thua lắm, chỉ là con cát nó sẽ chắc chắn chém được cùng chiến thôi. Giờ ưu tiên thì vẫn là một con ma lốc nữa. Thêm một slot tướng cũng được nha. Ok. Hai bạn này bỏ này. Ma lốc nữa không? Cắt hai này. Giờ nhé. Chết rồi, bây giờ không lên được con gì. Đang chơi này đi. Hai con cát đi. Tại mình hết mình bị bí quá. Không biết làm gì nữa. Bỏ Lily đi nhá. Chơi hai con cát rồi. Ok này. Đun stop cũng thua mình ta. Ê, bình tĩnh nha, chưa chắc đã thua đâu nha. Thế thì bây giờ mình hơi tiếc ma lốc 3. Bây giờ mình hơi tiếc ma lốc 3. Cần sách thánh nhá, cần một cái sách thánh để mình đứng lại mình chơi nhá. Cần đó ta. Ơi, bây giờ mình thay sách thánh này. À, khó của Nam Cường ha. Hai choi cho con cát nữa đi. Thêm ba choi cho con cát đi. Tại vì không biết thêm con gì. Em có ý tưởng thêm con gì không? Nagot lên 2, lên Nagot 2 nữa thôi. Rồng hơi khó. Đun stop, bạn này thông thổi giữa à? Bạn này muốn thổi quá ở đây. Má mình nổ thẳng mặt con này luôn. Cho rồng thổi giữa. Con quẹt này nộ thẳng mặt con cát cho anh. Choáng nó. Ui gì nhộn đi đâu đấy em ơi. Đem nó đúng rồi. Má từ quả đấy nộ thẳng mặt nó gì nhỉ. Con quẹt này vẫn nộ lên trên à. Thế thì thương đáy này. Thương đáy vào kia này. Thương đáy vào đây. Nó bắt phải đứng chỗ đấy cơ anh em ơi. Thế thì con khó nhỉ, thế thì nào nổ con này nhỉ. Von Cat mình cũng không ulti được luôn thẳng mặt đâu. Con này có đổi gì không nhỉ? Con này thêm một con nữa. Thế thì mình nổ góc bà này đi. Con này đổi góc gì không? Nagot đứng đây, Nagot xuống đáy à? Mình thì đổi sang bên kia được nhá. Này đi. Con
muốn cái này sang bên này và cái liềm sang bên con cắt này, cái này sang bên con cắt kia nhé. Đó, cho con cát này chém con ma lốc nhà mình đi. Đó, ở đấy mà chơi ma lốc nhá, bye bye nhá nhá. Ăn hai choáng vào đầu này. Choáng lên phát nữa này. Mày à bưởi, mày à bưởi, ớ kìa. Ớ kìa, mày à bưởi. Có cái lướt bạn ấy trong vòng này luôn nhá. Ma lốc 3 chắc hơi khó, mình sẽ bán ma lốc rồi đi lấy con na cót 2 nữa cho nó. Cho nó mắc ping mắc tầm anh em. Chứ con mà lúc 3 mình bốc lên được này. Thế thôi lên thôi. Nào bạn này có đổi gì nữa không? Mình né con Nacos bạn này rồi này. Ilu bạn này thì sao lại không cho Ilu ulti nhỉ? Này nhiều ý tưởng phết, sách thánh không cho. Ôi bạn này đánh kỳ quá. Sách thánh không cho con cát này. À Ilu đứng đây à. Không thay đổi điều gì lắm nhưng mà ok tùy bạn. Mày hay Ilu. Mày hả bưởi. Ok, chắc đây là kết thúc rồi anh em ơi. Vậy thôi anh em ơi. Tìm mãi sách thánh, chả ra cái sách thánh nào. Nhưng mà vậy thôi, với mình đến đây kết thúc rồi. Thì anh em thích clip trên thì hãy cứ like, subscribe và chắc là hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Ok, bye bye anh em. See you next time.